Xin chào Hải Phòng, tôi có máy lai chọc cà bí. Bây giờ xin chào Mỹ Trà. Đào muốn bao nhiêu? 15.000. Sao là thế? Ăn rẻ rẻ thôi. Hàng ngon. Hàng ngon. Hàng ngon. Hàng ngon. Hàng ngon tiền cao. Bán tôi một cái mông. Bán cho tôi một cái mông. Bán cho tôi một cái mông. Một cái mông. Một cái mông. Và tôi lâu lão. Tôi lâu lão. Có cho ăn thử không? Ăn thật luôn. Ăn thật luôn. Được rồi. Nha, quay trực tiếp thế. Ngon gì mới mua. Ngon gì mới mua. Ngon là sao? Wow. So good. Số 1. Ngon. Bắt nhiều. Bán 500k thôi. 500k. Tao mang về Mỹ. Mày được người nước ngoài đến cửa hàng nhà mình mua rất hân hạnh được đón tiếp. Thích nào? Lan Thu Thủy. Thích con nào? Lợi Hương Hoa. Thích con nào? Vân Kiều Nguyệt Nga. Mày một kg bao tiền? Một kg. Một kg. 12.000 một kg. Sao đắt thế? Sao đắt thế? Sao đắt thế? Bán rất là rẻ rồi đấy. So với tiền ông ở Anh như là Kudala. Nhưng mà so với tiền ở Anh là rẻ lắm. Vẫn rẻ. Mi. Kìa. Ok. Đưa ăn nha. Quay lại múc luôn. Đấy, xin chào nha. Cả người yêu đây. Cả người yêu đây. Còn nhức người. Rồi, xúc Việt Nam, xúc Việt Nam, tao bán nữa đấy. Cảm ơn. Hai bán nữa. Xúc Việt Nam. Ăn đấy. Thích thích. Rồi, good. Lại xúc Việt Nam. Đây là cái giò ấy. giò đấy. Ngon không? Ngon. Rất nhiều. Đúng, ẩm thực Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam. Vươn tầm thế giới. Hướng tầm nữa đó. Xin chào bạn, và tôi đang đứng ở đây là một chợ Cát Bi, một trong những khu chợ cổ nhất của thành phố Hải Phòng. Và thường thường là những người ít tiền như tôi ấy, và những người nhiều tiền, và những người sinh viên, những các bạn học sinh, và đặc biệt những đôi nào mà yêu nhau ấy, đôi nào mà yêu nhau ấy, là đừng đưa đi chợ khác mà đi chợ này nó rẻ. Đấy à, cho ăn thoải mái, hết được có mấy đồng mà. Đồng yêu này, cứ cho ăn. Quần áo rẻ này, giày dép rẻ này. Bạn này có 500k nha, vừa ăn vừa uống nha, vừa đưa người yêu vào. Đấy, quách quay như góc. Các bạn nha. Một bát này, thịt này, bè này, cá này, chả này, thịt này, măng này, củ và ốc này, tẩy thứ này, thịt lợn này. Các bạn này, các bạn biết có bao nhiêu kha không? Có hơn 30k. Tình anh như bát bún riêu. Tình anh như bún riêu. Bao nhiêu sợi tí? Bao nhiêu sợi tí? Mấy nhiêu sợi tí? Mấy nhiêu sợi tí? Đấy, bún này. Tình thân gái.